Thế mày bị lấy hôi nách của bọn nó ấy. Thôi đi vệ sinh này. Mai đi Hạ Long đi ạ. Mai thì mình đi Hạ Long khám ha. Đau quá, không chịu được. Mua thêm tí rau củ quả nữa. Thông cảm nha. Rồi hết tiền là ăn cả rốt. Tụi bay sáng cái giấy tụi bay.
Yan solo magkakasama.